Thấy lặng lẽ vườn sâu hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thành thang như mây trời dần dần cứ xa rời tôi. Con cũng không có ưu điểm gì ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á, từ nấu ăn thể thao cho đến là mang lại niềm vui cho mọi người. Mối tình của con là con, nếu mà mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời, phụ gì mà tới 20 lần. Wow. Mời nhà trai. Nhà gái hôm nay có một điều rất là đặc biệt, cho nên chắc có lẽ là xin phép được mời nhà gái chúng ta giới thiệu về mình trước. Dạ, thì lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và các bạn xem đài cũng như là các bạn anh chị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào nhà gái. Nhà gái hiện tại đang sinh sống và làm việc ở đâu cơ? Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em làm nghề gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và là diễn viên tự do ạ. Hèn gì tôi thấy tôi nghi lắm, làm nghệ thuật đây nè. Tên là gì? Em tên là Gia Linh ạ. Giới thiệu bên đây tên là Quyền Linh. Gia Linh sinh năm mấy vậy? Em sinh năm 97 ạ. 97, mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Xin em chào chị Lan. Con chào quý vị khán giả đang xem đài, con chào nhà gái nha. Dạ, con tên là Đào Nhật Minh, 25 tuổi, hiện đang là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Trời đất. Để tôi qua tôi coi coi cái mặt có quen không mà. Đồng nghiệp nè. Sân khấu của bà Bầu Hồng Vân. Hello cưng. Hello chị. Trời ơi, chào cái sơm tụ dễ sợ luôn. Không quen luôn. Không quen luôn, đúng rồi, chưa diễn viên bao giờ. Bây giờ quen. Dạ, giờ quen. Ưu điểm của em là em rất là thích nghệ thuật, em rất là thích đàn, thích hát. Em rất là thích pha trò cho người này người kia. Thấy hôm nay là nhà gái có đem cây guitar lên sân khấu thì chắc có lẽ là sẽ để cho nhà gái show cái ưu điểm của mình ra. Rồi, đó là biết đàn, biết hát nè. Chắc là em xin phép gửi đến bạn nam bên kia cũng như là các bạn xem đài cũng như là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh á, bài hát em thích nhất là bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nè. Thôi em xin phép được đánh cũng một đoạn nha mọi người. Trời dần dần cứ xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên nào. Nghe trời cần lắm gần lắm sao. Vời vời tôi thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quen có chẳng níu bước chân tôi về. Có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về. Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Thật sự không biết quý vị khán giả sau khi xem những cái hình ảnh vừa rồi thì có cảm giác như thế nào. Nhưng riêng Ngọc Lan, nếu như Ngọc Lan là ngồi cái ghế đỏ ở bên kia là Ngọc Lan bấm nút liền. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, rất là dễ thương với một cái bên đây ta phấn khích luôn á. Mọi người một chút, tại vì do em hơi run quá cho nên là em đánh hơi chật nhịp sai lời một tí xíu ấy. Mong mọi người thông cảm cho em. Không sao em ơi, em đẹp là tha thứ hết. Cái đó là ưu điểm rồi, còn khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em mau quên á. Kiểu như nói một cái lần tới một tí xíu lại quên liền. Rồi ngoài ra thì còn gì nữa không? Tính em thì chỉ có mau quên với lại là em hơi lề mề một tí xíu thôi. Nhưng mà em có một cái rất là hay mà cái này là mọi người cũng công nhận á, em hay quên thôi, nhưng mà đường đi em nhớ rất là rõ. Em qua nhà bạn em, qua có đúng một lần duy nhất thôi mà 4 năm sau, 5 năm sau em vẫn nhớ đường em qua bình thường. Nói chung là tạm thời thì nhà gái chưa có khuyết điểm gì hết trơn trọi á. Thì tới bên nhà trai đi.
Ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe kìa. Dạ con thì con cũng không có ưu điểm gì ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á, từ nấu ăn thể thao cho đến là mang lại niềm vui cho mọi người. Rồi có gì điểm yếu không? Dạ điểm yếu của con thì chắc cũng nhiều lắm. Con có thể con bị hơi tăng động á. Và, dạ. Con hơi tăng động đó. Tăng động cũng tùy theo chỗ. Dạ. Nhiều chỗ tăng động quá nó tăng xong là mệt lắm đó nha. Nghe không? Rồi còn gì nữa? Nào một cái nữa là con bị trả tin á. Con tin lời người ta xong con mới ngồi con nghiệm lại. Tức là đưa tiền người ta xong ta sắp đi xa dạ. Thiệt xa mới nhớ lại mình... Dạ con bị lừa một lần rồi. Là xong xuôi hết rồi con mới ngồi con nhớ lại là lúc đó làm game á chú. Đưa tiền xong xuôi hết rồi xong ta lấy tiền đi mọi người chẳng tài. Con bị lừa chừng 2-3 lần thì con sẽ có kinh nghiệm thôi. Tự mình rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình của con là con nếu mà mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời. Phụ gì mà tới 20 lần? Dạ không phải, phụ là vô vai á, vô vai tình cảm rồi đôi. À là gia diễn á ha. Dạ, gia diễn. Trời ơi trời. Mình tăng động vừa thôi. Dạ. Phải kìm kìm lại một chút. Đúng không? Cái mối tình mà chính thức á là nó làm sao? Dạ mối tình chính thức là lúc đó là bên học văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn á, là lúc đó đang học được năm 2. Em hồi xưa em học là học hết học kỳ 1 năm nhất là em không lấy tiền nhà rồi là em tự đi bươn ngoài á, thì cảm thấy nó cũng hơi khó khăn thì bạn mới kêu là nếu mà đến được thì bạn lo. Xong em mới suy nghĩ nếu mình cũng trai mà mình kiểu mà mình bị phụ thuộc quá, bị dựa dẫm vào người ta quá nên quyết định là không tới tại cũng cái lòng tự trọng nên là thôi không tới được nên là nói chuyện xong hai đứa là bạn giờ bạn đi lấy chồng rồi. Còn một người nữa thứ hai mối tình thứ hai là quen là ở ngoài Bắc, lúc đó bà cũng không cho. Rồi còn đâu nữa? Con hết rồi đó. con toàn con đi qua làm con hết chuyện tình yêu rồi á. Mấy giờ nhà trai ngồi bên đây tôi nôn nóng qua nhà gái đó. Tôi thấy nhà gái rất được, nhẹ nhàng quyến rũ, giọng hát đầy cảm xúc. Tôi nôn lắm, để tôi qua tôi xem nhà gái coi. Trời ơi, nụ cười tỏa nắng. Nói chung á là mấy người tên Linh ai cũng dễ thương. Trời ơi, nhà trai không có gì phải chê cả. Bây giờ mình không thích điều gì đàn ông? Em thì không có thích con trai hút thuốc lá. Em không thích con trai gia trưởng. Tăng động kiểu này chắc nó không gia trưởng đâu. Ủa mà nãy giờ là nhà gái chưa có nói về tình trường của mình đúng không? Hiện tại thì em mới trải qua có một mối tình thôi. Một mối tình thôi, có sâu đậm không? Dạ không ạ. Mối tình đó là năm lớp 10. Em quen được có 3 tháng rồi chị. À thôi vậy thôi, được, khỏi cần phải kể. Một mối tình rất là chớp nhoáng. Nhà gái cho chúng tôi biết được cái mẫu hình lý tưởng của nhà gái như thế nào? Em thì thích con trai chỉ cần có 3 điều thôi. Cũng không có cần cao, to hay là đẹp trai gì đâu. Chỉ cần đúng 3 điều là: một là phải có tính ý chí, hai là phải có quyết đoán, cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm, là trách nhiệm trong lời nói của mình là phải nói được mà phải làm được nữa. Ý chí, quyết đoán, trách nhiệm có không nhà trai? Thiếu, con bị thiếu cái quyết đoán á, con dễ bị dung giọng cả tin đó chú, nên không có quyết đoán được. Quyết đoán. Dạ. Mẫu hình của nhà trai như thế nào? Dạ mẫu hình của con thì con thích một cô gái chân thực một chút xíu, dễ thương một chút xíu và biết hiểu được công việc của con. Nói chung là giống như chị Quỳnh Quỳnh của anh Dương Lâm vậy đó. Dạ. Lâm. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta hỏi ý kiến của người thân đi ông Mai ơi. Em đi với ai cưng? Hôm nay thì em đi chung với chị của em là chị Minh Hiếu . Trước tiên cho em xin gửi lời chào tới tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái ấn tượng đầu tiên của em với lại nhà trai thì là anh ấy khá là vui vẻ. Có lẽ là sẽ hợp với Gia Linh. Tại vì Gia Linh cũng rất là vui, nếu mà cặp này mà ráp vào thì chắc em nghĩ là cái chợ không có bằng hai bạn luôn á. Dạ. Bé nhà em nó lên nó bị khớp á, cho nên là mọi người thấy nó hơi rụt rè. Chứ bình thường á, nó nói mà em phải đăng ký chương trình cho bạn tham gia để bạn có người yêu á, chứ bình thường có hai chị em nó nói hoài em nhức đầu lắm, giờ em phải tìm người em bát nó qua. Bát luôn à? Dạ. Trời đất ơi trời, có bà chị đáng đồng tiền ghê vậy. Dạ. Trước mắt là thấy cái giao diện rất là ok, sáng sủa, đẹp trai, hòa đồng vui tính. Cần quyết định như thế nào thì của Gia Linh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với chị gái của em ạ. Chị ruột luôn hả? Chị ruột luôn ạ. Xin chào MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quý khán giả đang ở chương trình, ở khán đài cũng như khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Cảnh Giang, đây là chị hai của Nhật Minh ạ. Theo hai thấy là cái bạn gái ở bên này á, bạn khá, thứ nhất là bạn rất là xinh, bạn kiểu rất là nhẹ nhàng, kiểu bạn rất là tinh tế. Ở nhà á, Nhật Minh cũng kiểu chị cũng rất là ít nói, nó cũng hay nói nhiều, nó rất là nhiều, chị cũng muốn bắt nó cho em. Thôi, cảm ơn nhà trai và nhà gái. Mở rào.
em. Nhưng mà không có gì hơn hết, em mở ra em coi đi. Em mở liền được không? Mở liền á, hơi bất ngờ. Em mở liền đi. Trời đất ơi, quá bất ngờ luôn anh ơi, em cảm ơn anh nhiều luôn ạ. Có chi gì mở ra luôn, mở ra luôn. Bất ngờ dữ vậy, mở ra luôn, đứng ra luôn, đứng ra luôn. Ảnh tặng em mấy cái khẩu trang. Món quà sức khỏe. Tốt. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều. Không có chi. Nãy giờ ngồi bên này anh cũng cảm giác được sự đầm ấm nhẹ nhàng của em á. Thì em cảm giác anh cho, tại vì anh bắt đầu anh bị rung rẩy nhẹ đối với em rồi. Nãy lúc mà nghe nói em hơi lạnh xíu, mà giờ gặp anh rồi là em hết lạnh rồi. Anh lạnh hơn rồi, bây giờ thấy em bắt đầu lạnh rồi đó. Em ấn tượng của anh đầu tiên là cái áo của anh mặc. Tại vì trước giờ em chưa có thấy bạn nam mặc áo đó hết trơn. Cái thứ hai là cho em hỏi là cái chuỗi đó anh mua ở đâu vậy ạ? Cái chuỗi này là anh đi chùa. À, em cũng có cái chuỗi này, em cũng đó, đi chùa nè. Thực ra là anh muốn nói một vài điều là như vậy nè. Bản thân em làm diễn viên thì em cũng biết được là mình cũng từng khoảng thời gian để mình tập trung cho công việc của mình. Chứ anh sợ khi mà quen rồi á, người ta luôn nghĩ là lấy lý do công việc để làm một cái lý do để cản trở mối quan hệ á chị. Giống như là lúc nào anh bận rồi không gặp nhau được, là em sợ là đối phương sẽ nghĩ như vậy. Thực ra hai bạn á là cùng nghề với nhau cho nên nó sẽ có những cái rất là thuận lợi. Nhưng nó sẽ có những cái như thế này. Ví dụ như đặt một trường hợp, một ngày nào đó bên đây người ta có nhiều cái điều kiện, nhiều cái cơ hội, rồi người ta sẽ nổi tiếng hơn. Và bản thân mình lại không có được cái tiếng tăm nó bằng với bạn gái của mình. Thì nó có là một cái điều cản trở tình cảm của hai đứa không? Và có chấp nhận được cái việc một ngày nào đó mình chấp nhận mình lui về để cho bạn gái mình tỏa sáng không? Và ngược lại, bên đây nổi tiếng hơn, mình thì không có nổi tiếng bằng, thì mình có bị ganh tị vì cái điều đó hay không? Hay là mình chấp nhận mình lui về, mình sanh, mình đẻ, mình nuôi con để mà mình làm hậu phương cho cái sự nghiệp của chồng? Dạ, thì em thì chỉ quan ngại cái vấn đề là khi mà em không làm được á, thì sẽ bên gia đình bên kia sẽ nghĩ như thế nào. Em sợ bị người ta kêu là không có vững chãi để mà lo lắng cho bên con gái họ được, thì em sẽ bị sợ là vấn đề đó. Cái vấn đề ở đây là thực ra trong một cái mối quan hệ mà một trong hai người mà thấy mình thua thiệt với cái đối phương bên kia, đi chung với đối phương bên kia mà mình cảm thấy mình kém cỏi hay như thế nào đó, thì em nghĩ là cái mối quan hệ đó nó cũng hơi bị cũng có vấn đề ở trong đó rồi. Nhưng mà thật sự nếu như mà một trong cả hai người mà đủ tình cảm đủ lớn cho nhau á, thì chắc chắn một trong cả hai người sẽ không bao giờ cảm thấy thua thiệt đâu. Tất nhiên thì một ngày nào đó thì em cũng phải lui về và em chăm sóc cho gia đình chứ à. Chứ không thể nào mà em sẽ đi diễn ngoài được. Thì sau khi mà ổn định hết tất cả là lúc đó mà cái đam mê của em mà nó vẫn còn và vẫn có điều kiện, vẫn có khả năng mà em có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì chắc chắn em sẽ tiếp tục. Và em nghĩ nếu như mà cái bạn chồng của em tương lai mà cũng là cái người hiểu cho em, mà cũng là cái người mà cùng đam mê với em, thì chắc chắn sẽ hiểu được cái nỗi niềm đó. Xuất sắc. Trả lời vậy là thôi, còn gì nữa đúng không? Bây giờ hai đứa tranh luận nhau để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Cái bản tính thật nó nằm ở chỗ nãy giờ đó. Bây giờ giao lưu đi, các bạn có tài nghệ gì các bạn biểu diễn, tự biểu diễn cho nhau đi. Đứng lên thoải mái lên nào, đó. Anh xin biểu diễn một vài câu rap nha. Anh có thể vẽ em thật kiêu sa, nếu ngọt ngào trên áo còn thêu hoa. Phút chạnh lòng anh cứ tưởng mà đi xa, sẽ không còn vì những thứ mình đi qua em ơi. Thanh xuân này ngắn ngủi, tim sáng nhỏ làm sao viết thành văn tơ vò. Còn vương lại khe núi ôm cả bầu trời, niên thiếu của thành trăng. Em biết chăng, mùa xuân chẳng trọn vẹn, tim lạc đường khi ta chẳng thấy nhau. Nhìn trăng kia vàng còn treo chiếc đầu ngõ, sợ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâu. Anh chẳng ước mình như là cánh chim, mà giữa muôn trùng đất mẹ này bao la. Anh muốn được nghe giọng em nói, muốn thấy em cười bình yên vì sao cả nghe em. Rồi, như vậy cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận về nhau rồi. Chúng ta sẽ tiến gần nhau, mình nắm tay bạn gái, mình nói hết suy nghĩ, nói thật lòng nha. Anh thì nãy giờ trò chuyện thì anh cũng thấy là em một con gái cũng có chút thơ, thì cũng thẳng thắn, cũng khéo léo á. Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi là em có chịu được cái sự tăng động của anh hay không? Nếu như mà tăng động thì chắc em tăng động hơn anh á. Thì anh cũng chưa biết được, tại nãy giờ anh thấy em vẫn dịu dàng đầm thắm, nên anh cũng chưa biết được nó mức độ nó như thế nào. Nếu mà em chịu được thì anh cũng có thể chịu được. Em gái sẽ tự trả lời bằng nút bấm. Chúng ta về vị trí ngồi đi các bạn. The Great Wave Toshiba. Hãy để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Cảm giác xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, các bạn đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không đúng, các bạn không cần bấm nút bấm đó, để cho nhiều người khác sẽ bấm. Chúng ta đừng làm mất duyên của người khác. Bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi.
trai không bấm. Có thể nói chút về lý do đó. Dạ, thực ra là khi mà nói chuyện ban đầu á thì con rất là có ấn tượng. Nhưng mà khi mà con nhắc con bước qua đây để con nắm tay, cảm xúc con không có. Đó là một cảm xúc rất là thật. Em gái, nói những cảm nhận của mình đi. Thực ra thì khi mà em đến đây thì cái chuyện bạn nam bên kia không bấm thì em cũng đã lường trước được rồi ạ. Cho nên là thôi không sao. Thực ra đây là một cô gái mà Lan thấy rất là sâu sắc, rất là thông minh. Lan cam đoan rằng nếu như ai mà có được cô gái này là như có một cái bảo bối gì đó. Cảm ơn các bạn đã đến đây với chương trình. Trước khi kết thúc chương trình cho em xin phép bắt tay anh được không ạ? Tại vì biết đâu được sau này mà đi diễn ngoài sân khấu hay là quay ở đâu đó thì lại là đồng nghiệp của nhau. Đúng rồi. Hay, em gái rất là hay đấy.